xin một cái vào người lắp náp. Rồi sao? Lắp náp. Ôi, ban tiêm cho lắp náp cái gì? Đứng nhau rồi. Con ốc sên. Đây là con đỉa, không phải con ốc sên đâu các bạn ạ, con đỉa. Hey yo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Và mình là Huy Lương ở đây. Như các bạn có thể thấy trên tay mình đó chính là Náp Náp và cảnh sát trưởng Sheriff Trotter ở trong tựa game gì? Trong Garten of Banban chứ sao? Wow! Cuối cùng thì Garten of Banban 6 đã ra mắt rồi các bạn ạ. Và cái thời điểm mà mình ra cái video này thì tựa game đã ra mắt được tầm khoảng 1 tuần rồi, cũng khá là muộn. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay chúng ta sẽ ở đây và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra trong Garten of Banban 6 nha các bạn. Nhưng mà trước khi vào video thì đừng quên là cho mình một like và một đăng ký kênh và đừng quên bấm nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Các bạn nhớ comment ở phía bên dưới để mình sẽ tìm ra bạn nào may mắn nhất, mình sẽ tặng cho hai con này. Đấy, mình sẽ tặng hai con này cho một cái bạn may mắn nhất các bạn. Còn bây giờ thì let's go Garten of Banban 6. Đấy, như các bạn có thể thấy ở đây có rất là nhiều quái vật đã xuất hiện trong những cái phần trước các bạn ạ. Có nữ hoàng chuột túi Queen Bunstelia. Đấy, có con ốc sên Snail này, các thứ này, rất là nhiều quái vật đã từng xuất hiện đây. Bây giờ let's go thôi. Cái gì đây? Có một cái phòng, nó như kiểu là một cái phòng thí nghiệm các bạn ạ. Ở đây thì nó lại có một cái giường như kiểu giường bệnh này, xong rồi có một cái bảng ở đây. Ấy, có một cái kẹo mút ở đây này. Trông giống như kiểu là một cái phòng dành cho trẻ em nhỉ. À, tôi biết rồi, đây khả năng là cái phòng thí nghiệm cho bọn trẻ con nó vào đây này đấy, xong rồi nặn đất nặn các thứ đấy. Và bây giờ đang là 10 giờ tối, hãy nhìn xem người phụ huynh đã thất lạc con mình đấy. Bây giờ chúng ta sẽ phải kích vào cái đây đồng hồ. Ui, nó hiện lên trên bảng này các bạn ơi. Nó có ba cái mục tiêu cho mình, đó là gì đây? Bảo vệ nữ hoàng này ấy, sau đó là cái gì, tìm những cái mảnh ghép của cái gì đó và chạy trốn. Ok, bây giờ đang là 11 giờ đêm này, 12 giờ đêm. Nhiệm vụ đầu tiên là gì? Nhiệm vụ trốn thoát đã hoàn thành này. Tiếp theo 1 giờ sáng, nhiệm vụ bảo vệ nhiệm vụ bảo vệ nữ hoàng là thất bại các bạn ạ. What the hell. Oh, no. Và nhiệm vụ bây giờ của chúng ta đó chính là vẫn chưa tìm thấy một cái mảnh ghép. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ để xem cái mảnh ghép là gì nhá. Đây, nó đã khoanh tròn vào cho chúng ta đây rồi. Let's go. Bây giờ đang là mấy giờ? 5 giờ sáng các bạn ạ. 5 giờ sáng đi ông hé. À đây này, cảnh sát trưởng Sheriff Trotter đây các bạn ơi. Ở tập trước nếu như các bạn không nhớ. Gì đây? Tất cả những cái chuyện xảy ra ở trên tầng trước. Mình ý là ok, mình sẽ nghe rồi, xong rồi mình sẽ dịch cho các bạn nhé. Oh my god, không được. We can't stay here long. Xong rồi các bạn ơi. Đây này, để tôi dịch cho các bạn nhá. Ok nhá. Rồi, cái anh cảnh sát này bây giờ đang bảo với mình là tất cả những cái chuyện vừa xảy ra ở dưới tầng dưới á, không phải là do chúng ta, mà ai vào đây cũng sẽ bị như vậy. Và sau cái trận cười của nữ hoàng Bunselia, nó đã giải thoát ra rất là nhiều những con quái vật gọi là cực kỳ nguy hiểm các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sẽ không phải ở, chúng ta sẽ không thể ở đây lâu được nữa. Hé. Oh my god. Đây này, Stinger Flying. Ở phần trước, cái kết thúc của phần trước là chúng ta đã đi từ tầng dưới lên tầng trên cùng với cả là cảnh sát trưởng Trotter và cái gì? Người bạn sứa Stinger các bạn ơi, đang làm ngất trên đất này. Dậy đi ông cháu ơi. Dậy đi, không ai cứu được em đâu. Hỏng rồi. Đấy, như các bạn ơi, như các bạn không biết thì tập trước thì là Jester đã kể một câu chuyện cười cho nữ hoàng Bunselia, và Bunselia đã giải thoát ra đây những cái con gọi là những cái con gì nhỉ, quái vật gì đó ở trong túi của Bunselia các bạn ạ. Và bây giờ là nó đang rất là nguy hiểm và chúng ta phải bỏ chạy ngay các bạn ơi. Ê, có con drone của mình nè, đây rồi, bấm vào đây. Tôi thề với các bạn, con drone này mỗi phần đấy nó đều là một cái gì đấy rất là ngu xuẩn các bạn ạ. Con drone là cực đần luôn. Bỡ ai cười đấy. Chắc tao sợ. Ê, anh ơi, đi cùng em với. Really nigga. Rồi, chúng ta sẽ phải rời khỏi đây thôi anh bạn. Ờ kìa. Anh ơi, anh bảo em rời khỏi đây nhưng mà anh không dắt em đi thì hé. Nhìn chưa, nhìn từ góc này nhưng mà cái anh cóc buồn cười thật. Ê, anh đang nhìn theo mình đấy các bạn ơi. É. Thôi đi 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 đi. Anh bảo rời khỏi đây nhưng mà anh lại không dắt em đi cùng. Ảo thật đấy. Thế bây giờ em lại phải dắt anh à? Đi thôi, let's go. Mở cửa. Follow me đấy. Mình đi trước rồi bây giờ mới bắt đầu bảo là follow me, đi theo tôi. But it should be unoccupied at least. À. Ôi đi đây. À, anh ta bảo là ở chỗ này không phải là một cái chỗ hoa tráng lệ nhưng mà nó cũng khá là an toàn cho chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ phải đi đến đấy. Anh đi chậm thôi, cho em đi với.
Em đã bảo rồi mà đấy. Can't stay in the dark. Let's head to that lot over there. Bảo rồi mà đấy, đi chậm thôi, không nghe bây giờ là ê, cho em 5.000 ánh sáng chờ em với. Em là con người chứ không phải là con cóc đột biến như anh đâu mà chân dài tới nách, lông nách dài hơn chân, chạy nhanh vậy. Should be safe for now. Đâu đây? Ở đây là đâu? Tôi là ai? Là sao? Chúng ta đang ở một cái khu phố các bạn ơi. Đây có thật sự là cái trường mầm non không các bạn ơi? Tại sao nó nhiều tầng như này mà? This is where I took refuge after being dumped down here by your kind. Many cold and lonely nights have been spent. Ôi trời ơi. Anh ta đang kể các bạn ạ, kể một câu chuyện trước kia của anh ta. Anh ta bảo là anh ta bị con người vứt bỏ. Anh ta bảo là bị con người vứt bỏ và đá xuống đây đấy. Và anh ta đã phải ở dưới này như một cái người vô gia cư, rất là lạnh lẽo, rất là buồn đấy. Và ở đây tạo cho anh ta một cái cảm giác thật là quen thuộc khi mà anh ta quay lại. Ở đây là có gì đây? Speed limit tốc độ tối đa của nó là 15 cây số trên giờ. Tức là ở trong này không được phóng nhanh các bạn ạ, không được phóng nhanh vượt ẩu các báo thủ nhé. Hoping we would never have to use it again. Right. The door opens by activating. Okay, chúng ta bây giờ sẽ phải tìm một cái gì đấy để mở cái cánh cửa này ra. Naughty wants to spy the lot. Vậy trong này nó chứa cái gì? Hello. First thing we should do is find a way to safely get to the other sectors. Everybody here. Tôi không thể nhìn ở trong này có cái gì các bạn ạ, cay thật. Vậy bây giờ em phải đi tìm cái gì đấy anh ơi? Tìm một cái gì đấy để có thể mở khóa hả? Hỏng rồi, bây giờ không biết đi đâu luôn đấy chứ. Ê, ở tường này nó rất là nhiều các bạn đã xuất hiện trong Garden of Banban từ 1 đến 6 đấy các bạn ơi. Đi đây. Náp na lê la là sao? Chưa gặp, chưa từng gặp con này bao giờ. Một con màu đen và một con náp náp màu xanh đằng kia. Ở đây là cái gì đây? Nó giống như là một cái bản đồ. À, cái này ở Garden of Banban 4 mình đã gặp rồi này. Nó sẽ có những cái bản đồ để chỉ dẫn mình đang ở đâu các bạn ạ. Bây giờ mình đang thắc mắc tại sao có Garden of Banban 4 rồi lại lên cái từ năm 36 luôn. Vậy thì phần 5 của tôi đâu? Tôi nghĩ là cái phần 5 nó đang bị quỷ ám các bạn ạ. Chúng ta đi đâu đây? Trên này có một căn phòng này các bạn ơi. Vậy là chúng ta sẽ phải parkour lên đây rồi các bạn ạ. À, trời, ga từ năm 33 tự nhiên lại phải vào parkour obi ngang các bạn ơi. Nhấy khó đấy, đồ ngu. Và tôi sẽ chậm chậm làm một tí này, lấy đà này. Nhấy rồi, qua luôn đấy, thấy chưa, như nào. Ui, bây giờ mình đi đường nào nữa ta? Chắc chắn là phải bay qua đây các bạn ạ. Cầu mong các cụ phù hộ đồ trì cho con không bị ngã gãy chân, dập cổ. Ui, may quá. Được rồi. Rồi sao? Nhìn lên đây hả? Ui, trời ơi, như nào. Rồi, lấy lại nào. Ủa, careful gì giật hết cả mình đấy. Tôi đang nhảy mà cứ để im cho tôi nhảy đi. Careful gì cái gì. Ông ấy bảo mình cẩn thận các bạn ạ. Tôi đang rất cẩn thận đây. Ôi, đường này lên ở đó. À, phải nhảy lên đây các bạn. Ý thì trượt chân. Rồi, lên đây. Ok là nha. Ở chỗ này mà tụt xuống nữa thì thôi này, tôi bỏ game này. Ha. Ui, sao trong này tối thế. Khoan nào nha, anh ơi. Anh gì ơi, cho em xin 5.000 ánh sáng đi được không? À đây, trong này có cái gì đây? Một cái này là cái thiết bị gì các bạn ơi? Giống như một cái đèn ha. Rồi. Gì đấy? Vừa vào game thôi mà. Chúng ta chỉ mới bắt qua một tí thôi. What the hell? Ui, một con nó kêu như một con bò ấy các bạn ạ. Và cái hình hài của nó cũng giống một con bò luôn. Chữ U. Chúng ta có một chữ U. Giống như kiểu là chiếc nón kỳ diệu ấy hả? Thi thoảng nó mở ra từng chữ một. Ảo thật đấy. Và mình sẽ không biết là ghép đến thành chữ gì các bạn ơi. À, Shiba. Ủa? Lại quay về chỗ này. Từ nha. Ố, cái này đâu rồi? You feel strange. Bạn cảm thấy kỳ lạ. Ok. Tôi thấy quá kỳ lạ luôn. Tại sao tôi vừa vào đây tôi gặp một con bò màu xanh các bạn ơi? Đây có một cái giường này. À, vậy là chúng ta bắt buộc phải gặp cái con đấy thì chúng ta mới có thể đi vào đây được. Ra là vậy. Chứ không phải là do mình gọi là gà đâu các bạn ơi. Bắt buộc phải gặp nhá. Nhà phát triển game bắt mình phải gặp. Ôi sao trong này tối nhỉ? Có một cái cánh cửa gì này? Không mở được các bạn ơi. Hỏng rồi. Đây chúng ta phải cần có một cái
có một cái thẻ gì đó. Ở đây có một cánh cửa này. Mỡ. Có một cái đèn nữa này. Ê Trinh, không có con bò vật ấy ra được các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta, cái món đồ chơi của chúng ta đã được phát sáng rồi các bạn ơi. Tức là cái đồ Ron đó. Giờ sao? Đồ Ron đâu? Ok, đồ Ron. À đây, đây, à đây rồi. Rồi, wiii. Ủa gì vậy? Trời ơi, nó cho mình cái đường lên nhưng mà không cho mình cái đường xuống. Mình nhảy một phát xuống tí thì gãy chân, cay thật. Bây giờ mình phải gọi cái con đồ Ron đi đi. Đây rồi. Đấy, thấy không, thấy không, thấy không, các bạn thấy không, các bạn thấy không? Đây này, mình gọi con drone của mình xuống cái này. Đấy. Đó, thấy không? Ở dưới này là cổ nó có một cái, hai cái đèn này các bạn ơi. Đó. Rồi, và tiếp theo chúng ta làm gì? Ấy, Ban Ban lên á. Và cảnh sát Sheriff làm gì ở đây đây? Đã có Ban Ban lên á ở đây các bạn. Hey partner, you happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time. But she managed to escape. Cái gì mà bắt cóc bắt kiểng này các bạn ơi. What? I get a look at them. I have a feeling the culprit is incredibly clever. Trời ơi, các bạn ơi. Đại loại nào bây giờ cái anh cảnh sát trưởng bảo với mình là có biết một cái người nào mà đã vừa ăn trộm rồi lại còn đi bắt cóc trẻ con không? Đấy. Và cái người đó đã từng bắt cóc Ban Ban Lena đi theo này. Và anh ta chắc chắn một điều là người đó rất là đẹp trai. Đấy. I can't teach them without a full attendance list. The principal would be very mad if I did. Ah, we ought to find the culprit. Okay. But let's make sure we're alive to do something first. Và bây giờ anh cảnh sát trưởng bảo là người đến rất là đẹp trai đấy. Xong rồi là cô Ban Ban Lena là cô giáo gọi là cô gì nhỉ? Mình quên mất tên rồi. Ban Ban Lena là cô giáo tên gì? À, cô Mason đây này, Missy Mason đây là các bạn ơi. Đó, bà là không đẹp trai lắm các bạn. Đã đẹp trai rồi lại còn đi bắt cóc, thế thì đỡ thế nào được đây? Rồi chúng ta sẽ follow line á. Tức là đi theo đi theo ánh sáng để được an toàn các bạn ơi. Mà chúng ta đi đâu đã? Từ từ. Theo như anh Cóc các bạn ạ, cảnh sát trưởng bảo với mình là sẽ phải đi theo cái bản đồ này đến một cái khu Introduct Sector này các bạn ạ. Đó là một cái nơi gọi là nơi giới thiệu việc làm cho những người vô gia cư ở dưới đây. Chúng ta phải đến đấy. Ok nhá. Thì đi thôi. Nó không đi được các bạn ạ. Không đi được thôi, tôi sẽ đi một mình. Cay thật. Khoan đã. Nhưng mà cái đường đi ở đâu? Nó chỉ cho mình là nó ở bên phía bên check bên phải các bạn ạ. Vậy là mình sẽ đi thẳng. Ở từ từ trên này có một cái gì đấy đây. Vừa nãy tôi thấy cái anh Cóc anh chạy lên đây nhưng mà tôi không hiểu là đi đâu. Một cái năng lượng hả? Đâu có tương tác được đâu. À kìa, mình thấy có một cái chỗ sáng sáng này các bạn này. Đi thôi. Tối ơi. Go to safety. Ở đâu safety? Ở đâu an toàn? Nó bảo ai? Giật hết cả mình. Gì ơi. Trời ơi. Tức là đi vào bóng tối là không an toàn các bạn ạ. Vậy là sao? Vậy là chúng ta sẽ phải đi ra ánh sáng. Mà ánh sáng ở đâu? Ánh sáng chỉ có ở trong cái con drone nhưng mà nó đang mắc kẹt đấy các bạn ạ. Cái cay thật. Con đồ Ron lúc nào nó cũng là một cái thứ gì đó cực kỳ là đần độn nhá. Đâu rồi đồ Ron đâu? À, Ron đâu ta? Con đồ Ron của mình đâu ta? À đây nó này. Xin lỗi nhá, xin lỗi anh bạn nhỏ. Đi. Rồi, con đồ Ron này nó sẽ soi sáng cho tôi các bạn ạ. Nó sẽ giữ cho tôi một cái gì đó cực kỳ là an toàn. À. Let's go. Vậy là tôi cứ phải bám theo cái ánh sáng của con drone này thì nó mới an toàn các bạn ơi. Ủa nhưng mà chờ em với. Đây ôi. Thế là đến đây hả? Đây là cái khu introduct của tôi đấy hả? Ê, lên đây. Chút tối tao sợ lắm. Rồi, ok. Kích hoạt. Rồi sao? À, có đèn này các bạn ơi. Vậy là an toàn rồi nha. Ấy có một cái mảnh giấy gì này. Dear Mommy, chúng con sẽ không bao giờ nói chuyện với một cái người lạ mặt. Hả? Giống như là cô Mason đã nói. Nè, ok.
Nhưng mà sao lại ghi lại scare Missy Mason này, tức là bọn trẻ nó rất là sợ cô Mason các bạn ạ. Và có một cái mặt ở đây nhìn giống như kiểu là một cái mặt của con Zophius. Vậy là cô Mason bảo bọn trẻ là không được nói chuyện với con Zophius, có thể là sẽ bị bắt cóc. Ok nha. Thế mà anh Sheriff bảo, anh cảnh sát trưởng Sheriff Chotter bảo là con người bắt cóc đẹp trai. Ảo thật đấy. Zophius đẹp trai, ok là nha. Ê, chờ. Đi vào đây. Ôi, vào đây cho an toàn các bạn ơi. Chạy một phát vào luôn. Đúng. Ok nha. Đi cửa này à? Mở. Trời ơi. Đây chắc là cái khu gọi là khu introduct các bạn ạ. Khu gọi là giới thiệu việc làm cho người vô gia cư. Nhưng mà có cái gì đây tôi cũng không hiểu được trong này. À, có một cái bóng đèn này các bạn ơi. Bóng đèn ghi sắc màu. Là sao? Chắc chắn nó lại là một cái gì đấy giải đố các bạn ạ. Đúng. Tôi đã quá quen với cái tựa game này rồi. Nhưng mà phải làm sao đây? Có một cái cánh cửa màu xanh nè. Mỡ. Không được hả? Phải đi tìm thẻ màu xanh hả? Tìm thẻ màu xanh ở đâu? Trên tầng này hả? Ở đây có cái gì đấy? Stingerfly đã viết là cái gì đây? Mọi sự sống ở trên cái cõi đời này đã được sắp đặt lại, gọi là cái gì, giảng đạo lý à? Các bạn ấy, các bạn biết là cái người hay nói đạo lý thì thường sống như gì đây? Có một cái thẻ màu xanh này, đây rồi. Let's go. Mở cửa màu xanh đi các bạn ơi. Mở. Trong này rồi. Ui. Chuẩn bị tinh thần. A! À. Hello. Chester này các bạn ơi. Are they gone? Are they gone? Họ đi chưa? Họ là ai? Giật cả mình. Ui. Don't làm gì đấy? Worry. Đừng lo, tôi sẽ không làm bạn đau đâu. Ok nhá. I've done enough damage as it is. Tôi đã... I know it doesn't make up for what I've done. Tôi đã phá hoại tất cả mọi thứ rồi các bạn ơi. Ý là nó bảo thế. Và bây giờ nó bảo là nó đã làm mọi thứ đảo lộn hết cả lên. Và bây giờ nó thật sự là xin lỗi trong đáy lòng của nó. Thôi nói ít thôi. Thể luôn ý. Con này cực nói nhiều luôn. Con Zepster này từ phần trên bây giờ cực nói nhiều. Tôi không biết nó làm nhảm cái gì nữa, nhưng mà tôi cũng không quan tâm, tại vì nó quá là nhiều tiếng Anh. Nó bảo là cái gì, nó luôn luôn nghĩ ra cái gì, những cái câu chuyện hài ngớ ngẩn của nó, và nó cũng chả giúp được cái gì cả. Trong này có cái gì đây? Có cái gì đây? Một cái tai nghe. Tai nghe làm gì, bịt tai vào để không nghe con kia làm nhảm nữa. Thế hay. Know that I'll do my best to make up for what I did. Rồi sao? You're here for the switch, for the room where the scepter is, right? So with it's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. À, nó nói một hồi, nó xin lỗi một hồi, nó dành cho 5 phút cuộc đời của nó và 5 phút cuộc đời của tôi để nó ngồi nó xin lỗi, sau đó nó mới hướng dẫn tôi chơi các bạn ạ. Khay thật, nó bắt nó một cái đường đi. Tôi không hiểu là cái bóng đèn đi lên và bóng đèn đi xuống này là sao ta? Một cái là bật, một cái là tắt à? Một cái là tắt, một cái là bật. Vậy thì sao? Tôi chắc chắn vào một cái vấn đề là tại sao nó lại phải có những cái màu ở đây. Xanh thường. Và cái ghế này. Tôi hiểu rồi. Ok nhá, xanh nhạt, xanh thường. Tức là ở đây nó sẽ ghi cái số thứ tự của ghế các bạn ạ. Và chúng ta sẽ căn cứ vào đây để chúng ta chọn. Ở trên này có một cái này. Có một cái. Đó. Được chưa. Chúng ta đã hoàn thành xong một cái của bên màu xanh lá nha. Vậy thì tôi sẽ đặt tên cho cái này là xanh thường, xanh đậm, xanh thường và xanh nhạt. Ok nha. Rồi bây giờ tôi sẽ gọi là thường đậm, thường nhạt. Đấy. Thường đậm lại còn thường nhạt. Thường đậm, thường nhạt đâu nhỉ? Thường đậm, thường nhạt. Đây rồi. Trời, thông minh. Ông Hoàng giải đố luôn các bạn ạ. Vậy thì tôi sẽ chơi hết tất cả cái chỗ này. Nó là khá là lâu các bạn ạ. Có tận 3 cái cơ. Thường thường nhạt đậm. Thường thường nhạt đậm. Đâu? Thường thường đâu? Hai cái ghế thường thường. Đeo. Thường thường này, nhạt này, đậm này. Đúng luôn này. Ái xa. Gì nữa? Thường đậm, nhạt nhạt. Ok, thường này đậm, nhạt nhạt đúng không? Đã thường này đậm này còn nhạt nhạt. Đây rồi. Đơn giản như đan rổ luôn. Thường đậm nhạt nhạt là đúng không? Đậm nhạt, đậm thường à? Đậm nhạt, đây rồi, đậm nhạt, đậm thường đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ tính theo từ trái sang qua phải các bạn. Đúng, hợp lý. Đậm nhạt, đậm thường này. Đậm nhạt, đấy. À thích, tại sao chúng ta phải đi tìm? Đây là cái cuối cùng, chúng ta thấy cái nào chưa bật thì chúng ta bật thôi. Đúng không? Đây rồi. Đúng không?
đậm nhạt, đậm nhạt. Chuẩn. Ai? Vậy là cái đèn xanh nó đã mở lên này các bạn ơi. Vậy là chúng ta căn cứ vào đó, chúng ta sẽ mở thêm những cái tiếp theo ở đây. Thông minh lắm. Đâu rồi, đây rồi. Tiếp theo là màu gì ấy? À đây, màu xanh đây các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là màu đỏ, cuối cùng là màu đỏ các bạn ơi. Đây là gì đây? Đậm thường à? Đậm thường đâu? Đây rồi. Đậm thường, tiếp theo là cái đậm nhạt, đậm thường đây rồi. Ok. Tiếp theo đậm nhạt, đậm thường này. À còn cái cuối cùng tại sao phải đi tím? Trời ơi, nó là cái này. Tiếp theo, màu đỏ đã mở. Rồi sao nữa? All of these colorful lights for. Colorful. Đã bật full tất cả các màu của bóng đèn rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta sẽ bấm vào đây. À cái này đã mở lên rồi này. Rồi. Tất cả tối hết đi. À. Whatever you plan to do with the lights this dim, do it quickly. The naughty ones know no mercy. Các bạn ơi, chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ nhanh lên không, cái bọn naughty là tức là cái bọn gì nhỉ? Cái bọn quái vật đột biến nó đến đây đấy các bạn ạ. Oh no. Tại sao giờ sao? À chúng ta có thể di chuyển được cái đèn này này. Vậy di chuyển đi đâu? Ở đây có một cái bảng, tôi nghĩ là chắc là phải cho vào cái bảng này các bạn. Chắc là chỉ cần cho cái dòng chữ này vào giữa bảng là được. Đấy. Tiếp theo là màu đỏ bên này đúng không? Ui tối thế. Tối quá các bạn ơi. Đây rồi, màu đỏ đây rồi. Màu đỏ đang quay sang bên kia đúng không? Tôi phải điều khiển nó qua đây. Trời ơi, tự nhiên cứ đến trời tối là tôi bị nổi hết cả da gà các bạn ạ. Cứu. Đến chưa? Đây rồi. Chuẩn bị vào các bạn ạ. À. Vậy là cái này nó sẽ là kiểu như là bóng, đổ bóng các bạn ạ. Đổ bóng xếp hình vào với nhau. Màu xanh đây rồi. Gần được rồi. Ê cái chỗ kia nó khớp chưa ta? Không biết khớp chưa luôn đấy. Tôi nghĩ chắc là để cái màu xanh này lên là khớp này. Rồi. Take your. À tìm ra đến một chỗ ngồi để chúng ta chuẩn bị xem cái thước phim. Nhưng mà con kia lại bảo mình phải trốn vào đây. Trốn đi. Thôi cứ nghe theo con này các bạn ạ. Mặc dù nó hơi nói nắm một tí. We gotta wait till whatever video is playing outside ends. Ok, chúng ta bắt buộc phải ở đây cho đến khi nào mà cái don't bộ say bộ phim a nó word. Chiếu hết các bạn ạ. Và nó và không được nói cái gì cả. Không được nói nửa lời các bạn ạ. Hello. Ui, cái gì anybody in there? Hello. It's your friend Banban. I need your help. Xin chào, có ai ở đây không? Tôi là bạn của Banban và tôi cần cậu giúp. Don't even think about opening this door. Đừng mở cửa, ok nhá. Ok, tôi sẽ không mở cửa đâu anh bạn. Ê, tự nhiên bây giờ tôi cảm thấy tôi tin con này nhá. Anh ơi, cho em trốn nhờ với. Ở đít anh hơi to nhá, rồi em đứng ra đây vậy. Ui. Open up. Không mở open đâu, up. Tạm biệt. Open up. Giọng con này là hơi ghê các bạn ạ. Giọng con này hơi đột biến một tí. The lights are turning back on. I think the video is okay. Ending. It's worse than I thought. Bóng đèn nó đã được tắt và it's all because of me. À, bóng đèn đã được bật lên và nghĩ là cái thước phim nó đã hết. Rồi ok, bây giờ là nó đang muốn đi tìm cái anh cảnh sát trưởng Sheriff các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ tôi làm sao để ra ta? Ê. Ê, làm sao để ra ta? Ê. Hỏng rồi. Ok, này tự mở này các bạn. What the hell? Ê, có hình cây quyền trượng ở đây này. Khả năng là sẽ mở ra cây quyền trượng và chúng ta sẽ tìm được cây quyền trượng và xong, hết game. Thế hay. Bạn nói thật là lực cười. Đi đâu? Đi đâu ấy? Anh ơi, đi đâu ấy? Ủa? Đi đâu ấy? Ôi, nó không chỉ đường cho mình mà nó cứ đi theo mình các bạn ạ. Rồi giờ sao? À đúng rồi. Đúng rồi. Nó bảo là mình dẫn nó đến cái chỗ của Sheriff, cảnh sát trưởng để nó thú tội, nó xin lỗi. Ok nhá. Ô nhưng mà cái con drone, à đây. Drone ra đây. Tôi đi trong bóng tối là tôi hơi bị ngợp các bạn ạ. Nên là tôi phải gọi con drone ra, nó chiếu sáng cho tôi. Chứ không tôi không đỡ được. Đó, vào đây. Cái chỗ này đúng không? Chỗ sáng sáng này các bạn ạ. Về chỗ Sheriff, cho con này xin lỗi. Ê, tôi đang thắc mắc một điều là chúng ta có con Jester chạy theo đúng không?
Mà tại sao chúng ta vẫn phải gọi là đi theo ánh sáng làm gì? Đấy, con kia mà xuất hiện phát là tôi bảo thằng cu đệ Zepster nó đấm luôn. Đấm tờ mỏ luôn đấy kia. Giời ơi. Dám xuất hiện nó hù mình các bạn ạ, cay thật. Tôi tổn thọ với mấy cái pha jump scare nhá. Sorry các bạn nếu như tôi không dịch sát nghĩa được. Tại vì cái vốn tiếng Anh của tôi cũng chỉ đến thế đấy các bạn ạ. Nên là các bạn nhớ nhé. Các bạn nhớ phải học giỏi tiếng Anh vào thì các bạn xem phim các bạn mới dịch được sát nghĩa. Chứ bây giờ tôi chỉ hiểu được đại khái thôi. Đúng đúng. Tôi không thể hiểu được hoàn toàn cái ý của tựa game các bạn ạ. You have a lot of guts showing up here, Bitter Giggle. I should take you out where you stand. À, và là ở đây không không phận sự cho nhà ngươi. My partner in fighting crime turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. Tức là nói mình ấy đã phải chạy chật rất là vượt qua rất là nhiều thử thách thì mới đến ở đây. Và bây giờ ngươi đến đây để làm gì? Ta không có gì để muốn nói với ngươi. Sau bao nhiêu cái thứ mà ngươi đã làm với chúng ta. Ok. Nào, bây giờ anh Serif đang gọi là đứng để chỉ trích. Đấy, tại vì nhà ngươi mà cái lũ Naughty One đã thoát ra khỏi gọi là đấy, và bây giờ là nó đang rình rình để tấn công các bạn. Ôi, có quái vật. Ấy, con gì đấy? Một con ốc sên hả? À, ban lên nè. À, ban lên nè. Kìa, Serif. I'll save you. Cứu. Let's get out of here. Let's get out of here. Ôi, giờ sao? Bây giờ đi cứu hay là đi theo? Trời ơi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái nhân vật chính của phần này nó sẽ là cái con này các bạn ạ. Nên là thôi, mình cứ đi theo con này vậy. Cay thật. Nhưng mà đúng rồi, mình cũng phải giữ an toàn cho mình là trên hết các bạn. Okay. We're safe for now. So rồi. That. Đi ra đi đến nơi an toàn. Ồ, oh, có hai người à? Ôi. Stinger Fly in này. Không ngủ nữa à? Didn't you cause all this to happen? Lại nói gì đây? I did. And I plan to make up for it. Hai người đang gọi là đá xéo nhau các bạn ạ. To see you redeem yourself is probably already gone. So what's the point? Rồi sao? How do you even talk? Cái gì đấy? Jellyfish have no brain. Jellyfish have no. Tức là nó bảo là cái con Zepster này nó bảo với cả là cái anh Stingerfly này là mày là con sứa thì mày không có não nên là mày đừng có nói gì cả. Cực kỳ là gay gắt luôn đấy chứ. Hay là mình lại phải đi theo cái bản đồ ấy tiếp các bạn. À, tôi nghĩ là vậy. Vậy thì chúng ta đang ở đây. Chúng ta sẽ đi đến một cái khu gọi là khu đây này. Conding Tolling này. Ờ, thế thì chúng ta sẽ phải đi thẳng. Nguyên đi thẳng. Nào, con drone đâu? Lại đây. Ê, nhưng mà cái con Zepster ấy nó bảo là nó... Chúng ta phải đến một cái nơi an toàn. Vậy mà nó không đi cùng mình. Ủa thế biết thế nãy giờ mình đi cùng Sheriff Chopper đi. Mình chạy theo con này làm gì? Ê, cái drone này của tôi nó... Ở đây, mày chưa động vào cây đâu nhá. Nên là mày đừng có giả vờ ở đây. Trời ơi, nó chưa động vào cây mà nó cứ đập thình thịch các bạn. Rồi, thể game nhiều lỗi thật sự chứ. Nhà làm game là phải xem xét lại cái cách làm game đi nhá. Chứ không phải là cứ ra phần này xong ra phần khác ấy. Nhiều lỗi vặt thật sự chứ. Rồi đi. Nguyên đi thẳng đấy các bạn ơi. Chiếu sáng cho tôi. Ê, tôi thấy có một cái... Đều. Đó, tôi thấy nó sáng sáng kìa các bạn ơi. Gần đến rồi. Tối quá. Tại sao nó không cho mình một cái đèn pin thay vì một cái con drone ngu ngốc này các bạn? Đèn pin có phải dễ nhìn hơn không? Ê, gì kêu ấy? Đều. Ý. Đây rồi, có một cái thẻ, một cái chỗ màu vàng này các bạn ơi. Đây rồi, đèn chuẩn bị mở dần đấy các bạn ơi, ngon. Đúng rồi. Let's go. Cứ phải phụ thuộc vào anh. Cái con drone này nó bị đi xuống dưới gầm này, hầm này các bạn ạ. Đi ra đây. Thể luôn ý. Sao con này nó đần thế nhỉ? Thế này cái gì đây? Một cái cây xào nhưng mà tôi nghĩ là hình như là đây nó là một cái sinh vật đấy các bạn ạ, tại vì phần 4 tôi đã thấy xuất hiện rồi. 3 chấm. Ủa? Không nói gì luôn mà cạn lời à? Đây có một cái thẻ màu vàng này các bạn ơi. Thẻ màu vàng. Con drone đi vào đây.
Đúng rồi. Bây giờ con drone này bây giờ đối với mình là một cái vật bất ly thân rồi các bạn ạ. Mở cửa. Ê. Cái gì trời? Ủa? Ê, có một con gì đây? Come on, man, we have to get back together. À, chúng ta sẽ phải quay lại với nhau. Không, ta đã chán ngấy với cái những cái trò đùa của mày rồi, nhá. Tức là hai con này nó đang cãi nhau các bạn ạ. You have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. À. We must get back together to prevent that. Tức là bây giờ là một con thì đang cần nhập lại, còn một con thì không muốn đấy. Đây là hai nửa của con Jester nhưng mà màu nó lại khác các bạn ạ. Hình như đây là phiên bản khác của Jester sao? Con này là đang muốn quay lại, còn con kia không đồng ý thì là cho một phát là gọi là vô ảnh cước nộ long cước luôn các bạn. Never. Ơ, đường nào đây? Có nhiều cửa thế. Không ơi, cửa màu tím nè, vào thôi. Không được hả? Hay là phải đi tìm thẻ màu tím? Đây là cái chỗ sửa drone này. Nhảy xuống đây. Liệu có hẹo không ta? Ý. Đây là chúng ta đang ở đây. Ủa? Thế vậy là lấy là tôi đang định đi đến đây mà. Ờ. Con drone của mình đâu ta? Drone ơi. Trời ơi, nó mắc kẹt ở ngoài này các bạn ạ. Cực đần luôn. Đi lên đây. Đi lên đây. Đây đây. Đây đây. Sao nó cứ bị đâm đầu vậy ta? Lái con này khó quá à. Rồi đi vào đây. Nải ơi, cứ đâm đầu hoài vậy. Đúng rồi, đi vào đây. Rồi. Nhưng mà bây giờ chúng ta đi cần làm gì đây? Ở dưới này có gì vậy? Ê, ở dưới này có một cái tầng hầm nữa này. Ê, tôi thấy ở xa xa kìa, các bạn thấy không? Kìa, đó. Đấy, cái mũi tên tôi đang chỉ có một cái thẻ kìa các bạn ơi. Ờ, tôi sẽ đổ xuống ấy tôi lấy nhưng mà trông ghê thế. Đây rồi. Đi sang bên kia có một cái mũ kìa. Thật là từ tốn thôi nhá. Nhặt cái mũ, tôi không biết cái mũ dùng để làm gì nữa. Mũ của Willy Wonka. Ơ, giờ sao nhảy xuống ta? Ui. Được đấy. Rồi. Ôi khoan đã. Hỏng rồi. Con drone mình bị quên con drone rồi. Drone đây. Ai là mình quên drone ở trên đấy rồi. Cứ kêu là vật bất ly thân của đấy có một cái con băng này. Đâu có mở được đâu. Xong rồi. Vậy là tôi. Từ tôi cố gắng tôi gọi drone ra xem nó có giam nhá. Không giam rồi các bạn ạ. Vậy là sao? Vậy là chúng ta sẽ phải tự tử. Toàn sự. Có điều khiển nó ra giữa này. Ok, đâm lại tiếp vào đây nữa đây. Rồi. Mở thẻ, mở. Ui. Con Jester này. Jester nhưng mà lại màu tím và màu cam. I will find it, the perfect joke. I might have lost a leg, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one. But I must remember, absolutely no. Con này nó bị điên rồi các bạn ơi. Nó bảo là nó đã tìm ra được một câu chuyện cực kỳ là buồn cười và để lấy lại đôi chân của nó. Và rồi sao nữa tôi cũng không quan tâm nữa, tại vì con này nó đang hơi bị dở hơi hết biết bơi. Rồi. Ôi, trên này có một cái tầng hầm nó tối om rồi các bạn ạ. Tôi nghĩ là tôi cũng không nên lên. Ê, ban này đấy. Ban nè. Glad to know you survived the madness happening outside. Oh, tôi rất là vui khi mà bạn vẫn còn sống sót ở đây. Before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Ủa, đi đâu đấy? Whatever it is, I'll come with you. Từ từ đã. Rồi sao? Ê, con drone của mình đâu? Hả? Con drone của mình đâu ta?
Lại nữa. À các bạn ơi, tôi biết, tôi nhớ. Ở cái phần 4, có những cái phần dấu ích á, là mình sẽ điều khiển con drone ra đấy. Vậy là con drone nó sẽ cộc đầu vào cái phần này. Phần này khả năng là cái phần gọi là mũi tên đỏ các bạn ạ. Với đấy nó không chạm đến. Thế bây giờ thử cho ra đây xem nào. Ê, sao cứ teo thế? À đây rồi, đấy. Thông minh. Ký ức của tôi đã mở lại được rồi các bạn ạ. Vậy nha, sao cái con này nó cứ nhìn theo mình trông ghê ghê hay sao? Đừng tỏ vẻ ra dễ thương như thế nữa. Rụt cái lưỡi vào. Mỡ. Trông mày túi thi. Anh ơi. Ui, cái con này đầu nó cứ lắc lư ấy. Ui, sao mà tối đây. Ê. Ê, không được đâu nha. Tối lắm. Không vào đâu. Oh my god. Bây giờ không còn cách nào khác, vẫn phải đi vào các bạn ạ. À đây này, có một cái luồng sáng ở đây này các bạn ơi. Vậy là chúng ta cứ đi thẳng là được. Hy vọng ở trong này nó sẽ không có cái con quái vật xuất hiện. Nhưng mà thật sự là tối quá luôn đấy chứ. Ơi, gần đến nơi rồi. À đau đầu quá, trời ơi. Tôi cứ bị vào bóng tối là tôi bị tiền đình các bạn. À, ê ban ban Lena. Ở sẽ lại có cả hai ban ban Lena ở kia các bạn. Mỡ. Rồi sao? Gì kêu ấy, tiếng gì ấy? Look at this place. Nhìn cái chỗ này đi. It seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Là sao? Tức là chúng ta sẽ phải... À đây này, có một cái ban ban và hình mũi tên. Vậy là ban ban và hình mũi tên. À, ban ban sẽ ra bóng đèn. Vậy là chúng ta sẽ phải đẩy cái con ban ban này đi lên chỗ bóng đèn này. Ok, hiểu luôn. Nhưng quan trọng là sao mà đưa đây các bạn ơi. Là mình liên tưởng ngay đến cái trò đẩy hộp hồi xưa các bạn ạ. Ấy, cái con ở đó này lúc mà không cần thì nó lại xuất hiện ở đây. Lúc cần thì nó lại cứ như đầu rồi. À, chúng ta có thể di chuyển được cái này các bạn. Di chuyển làm sao để cho con này nó lên đây. Đèn này nó bật rồi này. Nhưng mà phải làm sao cho con này lên đây để bật đèn cái này. À, thế mới là câu chuyện khó đấy, khó đấy. Vậy là... À, đây rồi. Mình tư duy được rồi các bạn. Mình sẽ đẩy cái này về. Đó. Đẩy tiếp về đây. Đẩy cái này tiếp về đây các bạn. À, sao không đi được vậy? Nó bị mắc. Đẩy tiếp về này. Sau đó mình sẽ di chuyển những cái này sang. Không phải, trời ơi. Tôi muốn di chuyển sang bên kia. Không qua được các bạn ạ. Di chuyển cái này sang bên này này. Đó. Chuẩn chỉ, chuẩn bài ngay. Đó, tôi đẩy sang bên này. Là ok là. Tôi đẩy cái này lên này. Ủa, ai, vẫn còn các bạn ơi. Cái này nó chặn làm sao mà mới được ra. Thì phải đẩy cái này sang đây. Đấy. Ồ. Tôi thấy nó sai sai đâu ta. Sai sai đâu ấy nhỉ. Đẩy cái này lên đây ạ. Đẩy maximum lên đây. Rồi. Đẩy tiếp lên đây. Đó. Đẩy tiếp lên đây luôn này. Đó. Tôi đẩy con ban ban lên đây. Cảm ơn tôi chơi cái trò này tôi bị buồn ngủ quá trời ơi. À, tôi có thể di chuyển ở sang bên này. Thay thế cho con ban ban vừa nãy. Đó. Cho hết cỡ luôn các bạn ơi. À hết cỡ rồi. Không đẩy được xuống nữa. Rồi làm sao mà. Đây rồi. Tôi sẽ đẩy từng cái xuống này. Xuống đi. Rồi. 2. Di chuyển cái này sang là ok này. Sang này. 2 này. Ủa vẫn không đủ các bạn ơi. Sai đâu ta. Tôi đẩy cái này xuống này. Đẩy xuống này. Đẩy tiếp cái này đi này. Đẩy tiếp này. Đẩy sang đây này. Tôi đẩy về đây. Sau đó là dịch lên trên kia. Đó, và cứ thế là đẩy con ba ba này lên.
Mở đen. Bruh. Ôi sao không mở ta? Ê! Ơ sao không mở đen ta? Ủa? Lên rồi mà ta? Lên rồi mà sao lại không mở đen ta? Là sao? Hay là để, hay là nó phải phải để nó lên đây? À kìa, nó có một cái chỗ quẹt thẻ ở đây các bạn ạ. Lừa. Đó. Thì tôi đẩy con này lên. Ê tôi đẩy lên mà sao nó vẫn không lên đèn vậy nhỉ? Đẩy lại xem nào. Đó tôi đẩy lại một lần nữa lên đây. Vẫn không gì còn nguyên. Ủa? Là sao? Hay là mình phải đẩy sang bên này? What? Ôi dồi ôi. Thế thì vất lắm. Mình đã mất công mình đẩy nó lên rồi mà. Ôi trời ơi. Thế thì vất lắm các bạn ơi. Đẩy hết rồi. Chỗ này có một chỗ này. Đẩy ra đây này. Và một cái đẩy ra đây. Đó. Rồi sao? Tôi phải làm gì với cái đẩy con ban sang bên này này. Vẫn bị mắc kẹt. Ngoài ngoài. Làm sao để không bị mắc kẹt đây? Tôi sẽ lùi cái này về. Đâu có được đâu. À đây rồi. Chỗ này còn chỗ trống mà. Đó đẩy ra đây. Và đẩy con ban này lên đây. Xua, âm thanh của người thông minh. Cái tiếp theo. Ôi trời. Thông minh. À, tôi bị hoa mắt các bạn ạ. Sau bao nhiêu thời gian. Ủa? Còn gì nữa ta? Lên đèn rồi mà không, nó không lên đèn, cái đèn tiếp theo hay là phải sang bên này? Ừ tiếp theo phải sang bên này các bạn ạ. Ây trời ơi. Tôi phải đẩy cái này lên đây đã. Ok. Ấy, mắc kẹt rồi. À đây đây, đẩy được cái này lên các bạn ạ. Hơi quê. Kenchana. Kenchana ding 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 ding. Thật sự là không khó. Đấy. Đẩy này sang. Kéo cái này về. Đẩy cái này về. Đó. Ok. Lại là cái đằng sau nữa. Ok. Thôi được rồi. Tôi sẽ gọi là skip qua cái đoạn này nha các bạn ạ. Và chúng ta sẽ đến ngay với cái phần mà sau khi tôi mở xong những cái đèn này nha các bạn. Rồi. Vậy là hai cái đèn này nó đã nổ lên. Nó đã hiện lên và hai cái đèn nó cũng đã hiện lên luôn rồi các bạn ạ. Và mình đã mở ra được một cái cửa này. Đó là một cái thẻ màu đỏ. Thẻ màu đỏ. À đây. Có cái cánh cửa màu đỏ đấy các bạn ơi. Trời ơi, tôi mất 10 phút để tôi phá đảo ở đây đó các bạn ạ. Không phải đơn giản đâu, khá là đau đầu. Rồi mở cửa đỏ ra. Đấy. Watch out. Ê, trên đầu con. What is that doing in here? Cái gì vậy ta? Con này nó nhảy qua cute thật sự chứ. Lâu của nó là một con sên các bạn ạ. Cái gì treo lên người nó đây? Có một cái mũi tên đỏ, một cái mũi tên đen ở đây. Hay là một cái que là que gì đây? Que đốt pháo à? Is that guy over there a friend of yours? You can tell him to get down now. Con gì đấy? It's not like we're gonna eat his pancreas. Hey. Không rồi. You can get down now. We're friendly. Không thân thiện đâu. Tôi vừa mới nói là, ê bạn ơi để ý con này nhé. Con này nó không thân thiện đâu, nó vố phát người tôi luôn mà. Ấy đời ơi. Ok nha. Lần này là. Từ từ. Lấy cái thẻ chưa ta? Lấy thẻ rồi các bạn này. Cửa này nó cũng mở rồi. Ê. Ôi, vào đây. Vào đây luôn các bạn ơi. Cậy cửa này ra đây. Ủa? À, chưa lấy cái thanh này các bạn ơi. Quên. Chúng ta vẫn phải lấy cái thanh này. Hey. Đó. Is that guy over there? Ê, con kia chưa, nó không thân thiện đâu các bạn ơi. Té đây, cái té ngay, té ngay. À, tôi trốn vào đây luôn. Vào đây anh bạn ơi. Bắn vào đây. Ui. Xong. Nó không vồ mình thì nó vồ ban các bạn ạ.
You are my liberator. Ngươi đã quên lời ta nói rồi sao? Tất cả không ai được thoát ra khỏi đây các bạn ơi. Nhìn cái mồm đó kìa. Ui trời ơi, mồm thối thế. Ôi, Zestor cứu mình kìa. Thôi sao? Ui trời. Thôi sao? Nó ném Zestor như ném một quả bóng luôn các bạn ạ. Làm mệt cho làm em ở đây rồi. Xong rồi sao? Ai mở cái này ra các bạn ạ. Ở đây có cái cây này. Bảy tạ. Mỡ. Ok, sao không mở được vậy? Giữ hả? Phải giữ. Rồi. Đó, chúng ta có một cái thẻ màu tím. Ê, Batman ơi. Batman ơi. Kenchan à. Kenchan à. Ôi, làm bất tỉnh nhân sự ở đây các bạn ạ. Còn Zepster nữa. Trời ơi, hy sinh bản thân mình để cứu tôi các bạn ạ. Oh my god. Tay của Zepster bị... Ê, tay của Zepster bị thương rồi các bạn ơi. Nó bẹp cho... Nó bóp cho bẹp dí rồi các bạn ơi. Hỏng rồi. Khuyết tật rồi. Thôi đi. Tế. Giọt lẹ các bạn ơi. Dẫn theo con drone đi theo. Đi. Drone đi. Trời ơi. Lại còn đứng đây nữa. Rồi đi vào đây. Đi vào đây. Rồi ok. Ô nhưng mà đi đường nào ta? Ê nhầm đường rồi. Nó có một cái... Đường này. Nhầm đường các bạn ơi. Nhầm đường. Sorry. Drone ra đây. Ok, ra đây. Đi thôi các bạn ơi. Let's go. Đi thôi. Con drone này bây giờ nó gọi là cái con vật bất ly thân này. Chỗ này tối quá, cần có sự trợ giúp của drone. Nào đi vào đây, đừng có đập đầu vào đây nữa. Trẻ đần thế không biết. Đi vào đây này. Nó không vào được. Ôi các bạn ơi, drone nó không vào được đây các bạn ơi. Rồi tôi thử điều khiển nó vào trong kia nhá. Vào đi. Ôi drone nó không vào được rồi các bạn ạ. Vậy là đoạn đường này là chúng ta phải tự đi thôi. Tối quá. Không biết là có con vật nào nó sồ ra khỏi đây không các bạn ạ. Các bạn còn nhớ cái mồm của con kia không? Trời ơi, mồm nó to ngậm cả cái đầu của mình vào luôn đấy, cả người luôn, không phải cả đầu nữa. Gần đến nơi các bạn ơi. Có một cái luồng sáng xanh này. Hả? À đây vẫn là một cái thẻ tím các bạn. Đi. Hold up, let's stay together. Ơ kìa, con này. Chờ đã, chúng ta phải đi cùng nhau. À, với lại cái tay của nó chỉ hơi bị đau một chút thôi. À, cái con vừa vô mình nó tên là Dadadu các bạn ạ. I know this place. The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. À, những cái nút này làm sao? Chúng ta phải sửa. But they need fixing first, and they need power. À, rồi. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests. Vậy là chúng ta sẽ phải làm gì với cái nút này đây? From above while I fix these switches down here, we might just be able to get into that office. I'm ready when you are. Vậy là cái nhiệm vụ của chúng ta là phải bảo vệ cho Zepster để Zepster đi sửa, chứ chúng ta không sửa có bọn đại trinh gì mà sửa. Rồi ơi. Ok nha, thì bây giờ chúng ta phải bảo vệ bằng cách nào đây? Anh Zepster ơi. Anh phải cho em một cái manh mối gì chứ? Như này hả? À, cái này có thể điều khiển được các bạn ạ. Rồi. Còn cái nút này là nút gì đấy? Nút này là nút gì? Ý là sao ta? Có những cái đèn này để làm gì? À, bọn quái vật kia rất là sợ ánh sáng các bạn ạ. Bảo sao khi mà chúng ta đứng ở bóng tối thì chúng ta sẽ bị vồ ấy. Vậy là khi mà chúng nó xuất hiện ở trong những cái ngách này, chúng ta phải dọi đèn vào ngay. Ok nha, bắt đầu ơi. Ok kìa, chưa bắt đầu hả? Bấm nút nào? À đây, bên này các bạn ơi. Nhà quê. Sorry các bạn nhé. Thầy ơi, chiến đây. Cái gì đây? Rồi ok nhá, sẵn sàng nhá. Gì mà nháy đen đỏ, eo như gọi là cứu hỏa cứu hiểm đấy các bạn ơi.
Ủa thế, con thấy không? Con thấy tôi đoán chuẩn chưa? Đúng chưa? Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là cover cho Zester, để Zester sửa cái chỗ này các bạn ạ. Ok nha. À, nó đến rồi đấy, nó đến rồi đấy. Từ từ, chúng ta phải đứng dậy, chúng ta xem này. Từ đã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, chưa có cái nào đó. À, có cái này bên này đó, có bên này đó. Ê, điều khiển ngay. Ui, có một con kìa các bạn ơi, thấy chưa? Rồi ơi. Đâu, cái nào nữa? À, phải bấm nút luôn các bạn ơi. Bấm nút, chưa bấm nút hả? Đây. Nhanh. Ơ kìa. Nút đỏ đâu, chưa được hả? Zester ơi. Ủa, xong rồi, hai cái nút kia chưa bấm được các bạn ơi. What the hell? Bắt đầu rồi. Ui. 1 2 Sạc luôn này. Bên nào có nữa? Mẹ, cái cầu thang này nó che mất tôi các bạn ơi. Bên này, chắc chắn là bên này. Một cái bên này. Ui, bấm nút. Rồi, ok. Dưới. Đâu rồi? One down. Dưới. Sạc pin. Rồi. Vẫn còn cái ở trên các bạn ơi. Ok, một con ở dưới kia. Bên này một con. Thế rồi, thế này làm sao mà kịp được các bạn ơi. Bên này nữa. Bên này có một con. Rồi, bên này có một con nữa. Two more. Cố lên. Kịp. Bên này. Ta có một con bên này. Ok, một con to. Một con bên này nữa. Ồ, rất nhiều các bạn ơi. Cố lên, sắp kịp rồi. Con bên kia. Hả? Một con ở trên. Thả pin. One more. Một con nữa. Thật nhanh. Một con này. Đó. Bên này còn hai con, bên này còn ba con chứ. Còn kịp không? Kịp các bạn ơi. Rồi, một con nữa. Một con ở dưới. Vẫn còn mà ta. Vẫn còn hả? Oh shit. Vẫn còn các bạn ơi. Nhưng mà kêu một con bo. Con bo lửa. Done. Yes. Activate the switch and let's head back. I don't want to spend another minute in this place. Vỗ tay. Thật sự luôn đấy. Mệt mở hơi tai luôn. Mở cái này ra. Ơ, kích hoạt cái đấy rồi. Cái gì nữa ta? Kích hoạt cái đấy rồi mà. Ủa? Sao không có gì xảy ra ta? À đúng rồi, phải đi xuống dưới này nói chuyện hay sao mà. Rồi, bây giờ đi xuống gặp cái con... Đây rồi, nó đang đợi mình dưới này các bạn. Ủa, không nói gì hả? Hình như là mình đã làm xong nhiệm vụ ở đây rồi. Bây giờ mình phải quay về cái địa điểm ban đầu để mình làm tiếp vụ tiếp cái địa điểm tiếp theo. Và mình khả năng là mình đã đi qua 3 cái điểm rồi các bạn ạ. 3 điểm thì khả năng là mình đã mở được 3 cái nút. Ở đây có 4 cái nút mà đúng không? Nên là bây giờ mình sẽ quay lại để xem là... Nhưng mà mình thấy cái phần chơi vừa rồi là cực kỳ là hardcore các bạn ạ. Những cái phần chơi trước nó chỉ là gọi là hơi bị đau đầu, đau não một tí thôi. Nhưng mà cái này nó thực sự là kiểu rèn luyện cái kỹ năng của mình ấy. Nó không bị đau đầu như cái kia, nhưng mà kiểu nó kỹ năng nó phải quan sát nhiều, phải làm rất là nhiều việc. Còn cái kia là phải kiểu dùng trí óc một tí, mà hơi mất thời gian nhưng mà tôi có thể qua được. Cái này chơi đau tim thật sự luôn. Rồi bây giờ là tôi đi ra ngoài này. Tôi vẫn rất là cái con đờ đòn của tôi. Còn căn phòng cuối cùng không biết là cái gì sẽ xảy ra đây các bạn. Hang on, we need to talk. Ai nói chuyện gì? Nói đi, nói thì nói đi, lại còn hé ngon. Tôi muốn nói chuyện. We've been making great progress so far, and it's really getting my spirits up. Cái gì? I'm in the mood to tell a joke.
Tôi chuẩn bị kể ra một câu chuyện cười, bạn đã sẵn sàng chưa? Không, tầm này tôi đang rất là mệt mỏi, không muốn nghe chuyện cười, chuyện kiểng gì cả. Nhá. Hả? Nó bảo là cái gì? Con cóc mà không vui thì gọi là cái gì? Obi. Chắc tao thực sự là không hiểu luôn đấy chứ. Nhưng mà thôi, tao sẽ cười cho mày vui. Ha 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 ha. Vui chưa? Chuyện cười thật là buồn cười, ok chưa? Rồi, bạn đây rồi. Ừ? Ủa? Ủa, concept store đâu rồi ta? Ủa? Nó kể chuyện cười xong nó chạy mất tích luôn mà. Ảo thật đấy. Ủa? Đây là có mình mở được 1, 2, 3 cái nút. Ê, cái con phần trước mình đánh nhau với nó này, để cho nó cộng đầu vào cái biển hiệu đấy các bạn ơi. Thề mình cay cả con này thật sự. Ui kìa, con này nó ngồi dán kiểu gì đây? Sasuke à? Kẻ bất dung thứ à? Hasagi là Sasuke. Ui, các bạn ơi, Nap đang bị nhốt ở trong chuồng nè. Cứu Nap thôi, nhưng không có thể các bạn. Trông tội ghê ha. Nap tập trước còn đánh nhau với ở ban cơ mà. Trời ơi. Bạn Stingerfly lại ra đây ngồi ấy. Sao nhìn trông suy thế? Có thể nào bớt suy được không? Anh ơi, sao anh suy thế? Buồn ngủ à? Con sứa này vừa lấy con kia bảo là cái đồ không có não các bạn ạ. À đây, con Zepster đây này. À, mình có quận băng này, mình sẽ đúc quận băng vào đây. Mọi thứ đang xảy ra đúng theo cái một cái chiều hướng thuận lợi các bạn ạ. Sao cái con băng này cứ nhìn mình ra? Chắc buồn cười. Chắc buồn cười, cứ cười không hiểu kiểu gì. Giờ hơi. Mọi thứ đang khá là kỳ lạ các bạn ạ. Và cái con sơ Dadadu đấy, nó thật sự là không tốt đẹp gì cả. Cái con mà nó giống cái con ốc sên đấy các bạn ơi. Nap bây giờ là đang rất là mệt mỏi, nên là bây giờ đã bị nhốt ở kia. Also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it. Really? I need to go see her. She's one of the few that. Chả có ai, nó bảo là nó bảo là nữ hoàng đang rất là thích cái câu chuyện cười của nó, nhưng mà thực ra là không hiểu sao nữ hoàng có thể cười được cái sau cái câu chuyện đấy các bạn ạ. Tôi vẫn không biết trong này nó chứa cái gì. Hello. Rồi sao? Ế? Con này nó đi nói chuyện với con này làm gì? Ủa? Nó đứng đây làm gì ta? Sao con này lại có ngồi im vậy? Đứng có cử động thế chứ, giật hết cả mình đấy khổ. Khả năng là xong việc rồi đấy. Bây giờ là tôi sẽ phải đi ra đây, tôi cho cuốn băng vào đây. Còn bạn đang đứng đây chờ tôi. Ui, sao đang nhìn thì tôi xong thì ngoảnh mặt ra kia đấy. Bạn khinh tôi đấy à? À lại ngoảnh mặt ra đây. Cuốn băng này có một con ốc sên. Ôi, ê, ốc sên lao với cả tốc độ ánh sáng boom phát hết phim. Khó hiểu thật đấy chứ. Nhưng mà hình như là cái bạn Snail đấy, là cái bạn đấy đang bị thí nghiệm hay sao ấy. Xong rồi bạn ấy bị đột biến. Đấy, trong mặt anh suy này chắc anh đang có tâm sự. Anh hãy giải bầu tâm sự với em đi. Tôi muốn nói với bạn một điều là mọi thứ đang diễn ra ở đây tất cả đều do bạn. Em làm gì đâu, em chỉ muốn đi tìm con em thôi mà. Tôi định bảo em tất cả là đều do em. Bây giờ là điều bạn cần làm duy nhất là bạn chỉ cần làm trên giường ngủ. Đấy, đúng rồi. Bây giờ là đang lạnh vai trường ra, cần lên chăn ấm đêm êm. Lạnh ngủ đi. Và mọi người sẽ không bị đau vì bạn nữa. Và bạn cũng sẽ không đau nữa. Em có đau, em có chết cũng được, nhưng mà em phải kiếm tìm con của em ấy. Em lặn lội từ phần 1 đến phần 6, bây giờ em vẫn chưa tìm được con của em. Thôi anh nói nhiều quá. Đạo lý các bạn ạ. Tôi thực ra là kiểu anh ấy nói nhiều là một phần, nhưng mà phần thứ hai là tôi không dịch được. Tôi sẽ cho các bạn xem thứ mà các bạn muốn xem. Lại thôi miên à. Nhà ngoại cảm Stingerflin. Ôi quá ê, con Zophius này. Ngoài trời mưa gió, mưa đang rơi. Đôi tay buông lời, xin chào buổi sáng. Ngủ ít thôi. Đây là buổi sáng này hả? Đây chắc sáng sớm các bạn ạ, kiểu 3-4 giờ sáng. Chúng ta đang phải ngồi đợi một chuyến xe buýt. Và ban đã bảo là tôi đang mệt quá. Obila suốt ngày ngủ các bạn ơi. Đầu ngủ càng nghẹo các bạn ơi. Tỉnh dậy đi ông cháu ơi. Làm thế khả năng số độc bay qua là tật bị tật đấy nhá. Đây có một cái chuyến xe buýt này các bạn ơi, mở cửa ra. Sao không ai lên hết vậy? Anh ơi, lên xe buýt đi. Cái chuyến xe buýt này không phải là cái chuyến xe buýt dành cho chúng ta.
Ok nha. I don't want to go to the beach anymore. À, tôi không biết tại sao chúng ta lại phải đi đến bãi biển. Không, chúng ta phải đến bãi biển. Anh Sứa là cực thích đến bãi biển luôn. Tại vì sao? Tại vì nó là sứa các bạn. Nó muốn bơi, còn đây toàn những cái con trên cạn. Nó có chân này làm sao mà bơi được. Cứ bắt nó đi ra biển đây. Người nói đạo lý nhưng mà lại bắt thích đi ra biển. Còn dù phía nó cứ đứng kia các bạn lại khả năng chỗ kia là bãi biển. My actions are your non-existent driving skill. I think Opila can drive better than you and she doesn't even have hands. Ok. Ở đây có chúng ta có thể lấy ô tô đi và Opila có thể lái nó nhưng mà Opila lại không có tay. Đây đây, ông lại có tay tại sao nó không lái? Hay là không có bằng lái vậy? Chúng ta chỉ muốn đi về nhà thôi các bạn. Bạn có ý tưởng gì khi chúng ta về nhà không? Đúng không Captain? Captain đây. Captain đang suy các bạn ạ. Captain. Khoảng lặng Captain rồi. Ê, có một cái chuyến xe buýt khác này các bạn. Đây rồi, xe buýt đây. Đó, chúng ta sẽ chuẩn bị lên xe buýt. Ủa, xe là bẩn thế tỷ năm không rửa à? Úi giời ơi, nhìn trông hoang vu hẻo lánh. Ê, sao không ai lên hết vậy? Có một Captain lên này. Ê, quay lại đi. Đây không phải chuyến xe buýt đấy đâu. Nhầm chuyến rồi. Anh ơi, Captain đây. Captain đang suy... The captain got kidnapped. What the hell? What are we gonna do? Ô, anh ta đi đâu vậy? I'm thinking. Ôi, tôi cũng không biết nữa. Bạn nghĩ sao? Ôi, con... Kidnapped. Nap nap. Ngáo ngơ con bò đeo nơ đi ra ngoài bị xe buýt đâm chết luôn. Và chúng ta đã mất hai người rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây. À! Thề luôn đấy. Sở Tinh Gở ơi. Tập trước thì bạn cho tôi gặp gọi là Chu Chu Cha. Xong rồi nó xé xác cái con gì mình cũng quên tên rồi. Đấy. Phần này thì các bạn lại cho tôi bị xe buýt đâm đầu óc bạn bị làm sao đấy? Hả? Hả? À không, nhưng mà con này làm gì con lão với có óc đâu ta. Làm gì biết suy nghĩ. Ngáo thật đấy. Thôi đi 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 đi. Chúng ta đến cái điểm cuối cùng đấy các bạn ơi. Điểm này đúng không? Ủa? Ban đâu ấy? Ê anh ơi. Ban đâu? Ủa? Ê, có một cái thẻ ở đây này. Thẻ màu gì đây? We should have the last switch activated. À, bên đây là một cái tấm thẻ cuối cùng đấy. Và chúng ta sẽ phải đi cùng Ban. Nhưng mà Ban lại đi trước mình rồi. Thế bây giờ mình phải đi một mình các bạn ạ. Còn bây giờ thằng này là ok, thằng này nó phải ở lại đây để cùng với con này. Nó quá mệt rồi. Chào, nó mệt sau cái vụ bấm nút vừa nãy các bạn ạ. Sửa các thứ. Mình một mình mày mệt là tao cover cho con mày, tao cũng mệt đấy chứ. Đây các bạn ơi, để nó. Đó, cái cánh cửa màu xanh nè. Và trên này cũng có một cái sạc năng lượng. Tôi cũng chưa biết là cái tác dụng của cái phần sạc năng lượng đấy là cái phần như thế nào các bạn ạ. Ơ, cái chỗ này là có hai phần để lên xuống luôn này. Hai phần để đi lên trên cái chỗ sạc năng lượng luôn này. Ok. Rồi tôi phải đi lên cái bên phải trước này. Tại vì tôi thuận tay phải. Nè, tôi sẽ lên trên này xem có cái gì không. Tôi sẽ kiểm tra tất. Ờ, chỗ này không có gì à. Ok. Ồ. Mình có thể bật điện các bạn ạ. Bật điện được. Ai nói gì đây? Các bạn có nghe thấy tiếng gì không? Tôi nghe thấy tiếng gì đó rất là kỳ lạ. Ê, có một cái cuốn... cái gì đây? Cuốn băng nữa này. Bật thêm cái điện nữa đi. Rồi. Đó, nhưng mà cái điện này là điện cảm biến các bạn ạ, không phải là điện thường. Bật phát nó phải lên luôn, nhưng điện cảm biến là tức là tôi ra đây. Đó, thì nó sẽ tự bật lên. Chị, ảo thật đấy. Đó, ui sao cái này nó treo cao quá nhỉ, bình thường nó có cao vậy đâu. Ồ, đây là một cái khu gì đây? Các bạn ơi, lại có một cái game show nữa rồi các bạn ạ. Tôi thấy cái có một cái để đụng đồ đòn kia vào kìa các bạn ạ. Và bên này có một cái quẹt thẻ nữa này. Giờ sao? Làm sao để tôi lên đây tôi quẹt ta? Khó nhỉ? Đây là một cái khu như là khu công viên à? Hay sao? Ừ, tôi phải gọi con đồ đòn vào đây, chụp của tôi vào đây đã, đần quá. Đồ đòn! Đây rồi. Đấy, hôm bây giờ khôn đi một tí nữa các bạn ạ. Rồi, đi vào đây. Rồi, chúng ta sẽ phải làm gì? Tôi thấy có rất là nhiều cái chỗ quẹt thẻ kìa các bạn ạ. Thế thì cho đụng vào đâu trước nhỉ? Đây, tôi cho đụng vào đây trước để xem nó khởi động như nào đây. Con đồ đòn đâu? Đó, đụng vào kia. Ồ, ui, rất là nhiều cửa các bạn ơi.
Vậy là cửa ấy để làm gì ta? Ủa? Đứa đó nó không bay tới các bạn ạ. Ơ? Không bay tới luôn mà. Đúng áo. Ủa? Khó vậy. Ý. Ờ đụng vào cũng chẳng có gì các bạn ạ. Ủa? Vậy chúng ta sẽ phải làm gì ở đây đây? Ủa sao bây giờ là không đụng vào được cái giờ sao? Mà tôi cũng đang thắc mắc cái chỗ có thẻ này để làm gì đây? Ha. Hứa. Thế tôi thử vào trong này tôi khám phá xem có gì không. Ê con đồ đòn của tôi đâu? Ơ tôi vừa thấy nó đâm vào đây mà. Ơ đè heo. À đây nó đây các bạn. Trong này vàng quá tôi không nhìn thấy gì cả. Hơi. Trong này có gì không? Hello. À đây có một cái thẻ này các bạn ơi. Rồi. Quét thẻ. Quét chết này. Không có cái nút để quẹt. À đây chỗ này phát sáng này các bạn ơi. Phát sáng thì khả năng quẹt được. Cay thiệt đấy. Ê. Không nhảy được ta. Nhưng bắt buộc phải đi ra đường này các bạn ạ. Cay thật. Ôi. Vậy là chúng ta sẽ quẹt thẻ. À. Chúng ta quẹt thẻ. Xong rồi những cái nút này sáng lên. Chúng ta sẽ lái đồ đòn đâm vào. Xô. Phân tích luôn các bạn ạ. Tôi đã quá quen với cái tựa game này rồi. Tuyệt quá. Tuyệt quá. Thế mới là hảo hán. Thôi. Rồi. Bấm. Cái nút nào. À đuôi này. Nút này sáng lên các bạn ơi. Đồ đòn đều. Lên đây cho anh. Ngoài. Chứ là đâm vào đây các bạn ạ. Ngu vậy. Ờ. Tại mắc vậy. Rồi lên đây cho anh. Bom. Ui. Không tới hả? Đâm vào đây. Vẫn không tới. Ok. Tiếp theo cái nào sáng nữa. Bên này có một cái sáng này các bạn ơi. À tôi biết rồi. Tôi biết cách chịu hộ con drone này rồi. Bấm chuột phải các bạn ạ. Ok bấm chuột phải. Từ lấy đến giờ mà tôi cứ bị mất xong rồi tôi đi tìm. Bở hơi tai ra. Tại sao tôi không bấm chuột phải để tôi mở nhỉ. Hey, hey. À. Giờ sao lên. Trời ơi. Khó đấy. Phải lệ lại phải đi lên đây xong rồi đi vòng ra đấy. Cay thật. Hơi. Hơi. Rồi đấy nào nhá. Bấm. Ok. Cái nào nút nào. Nút này các bạn ơi. The run. Đi lên đây cho anh. Đó. Chắc chắn nó không tới nơi đâu các bạn. Ok ạ. Tự dưng vừa bay ra xong tôi lại lỡ tay tôi bấm chuột phải các bạn ạ. Đợt đần độn thật. À Siba. Bay đây cho anh. Bấm. Này một phát này. Mượt luôn. Này yeah. Cái nào sáng nữa ta. Cái nút này không sáng chắc chắn là nút này rồi các bạn. Let's go. Tôi. Đó, đây lúc này này. Hây. Ái xa. Bấm phát vào đây này. Nhìn đây. Ui. Ờ, không đến à. Tôi tưởng nó xa xong rồi nó phải có đà chứ. Vẫn chưa gì. Bụp. Ờ, còn nút cuối cùng này các bạn ơi. Hây. Đấy, xuất hiện ngay, xài. Biết thế tôi đỡ phải đi tìm các bạn. Bao nhiêu thời gian tôi phải đi tìm cái con drone này. À! Rất là mất thời gian. Hơi. Mượt chưa. Bay vào đây cho anh. Đấy. Trời ơi, bay ở dưới các bạn. Cái gì vậy? Hơi, hơi. Ôi tôi phải đứng lên trên này cho bó cẩn các bạn ạ. Cẩn thận. Hui. Bấm vào đây. Hui. Đây, nút này đã sáng lên và chúng ta đã mở tiếp các bạn. Cực dễ. Đây.
Mấy cái này chỉ là mất thời gian thôi các bạn ơi, chứ không, nó không không khó lắm, không đau tim như ở cái bấm nút vừa rồi các bạn ạ. Chỗ này có cái gì đây? Chỗ này vàng quá các bạn ơi. Vào đây đồ đo này. Xong rồi, có con đồ đo của mình đâu rồi? Đi vào đây. À đây, nó đây rồi các bạn. Ok, đi. Không có nó tôi cứ thấy bất an sao sao ấy. Ok. Ồ, đây là một cái phòng thí nghiệm này các bạn ơi. Hello Giant. Hello Giant. Chào người khổng lồ. Này đừng, bố mình đã bảo là không được nói chuyện với người lạ cơ mà. Nhưng mà bọn mình cần người giúp mà. Nhưng mà bố có nhìn thấy, anh có nhìn thấy, nhầm, cô có nhìn thấy bố tôi ở quanh đây không? Anh, ông ta rất là nhiều tay hơn chúng tôi này. Giống tôi nhưng mà nhiều tay hơn. Làm ơn cô hãy nói với ông ấy, nếu cô nhìn thấy thì cô hãy nói với ông ấy là ông ấy hãy quay lại đây. Đây là cái phòng mà lúc ban đầu chúng ta nhìn thấy này các bạn ơi. Lúc mà tầm khoảng 1 giờ sáng mà chúng ta nói chuyện với cái đồng hồ á. Trong này như ở là một cái để thí nghiệm. Ê, có cái kẹo mút này. Hey, lấy kẹo mút đấy. Ông lấy được ta? X1 kẹo mút. Vậy là cái kẹo mút này sẽ giúp được gì cho chúng ta đây? Mission: tìm 8 lollipop. À, tìm 8 cái kẹo mút. Thế thì đây, mình vừa cầm một cái đúng không? Hai cái này. Đơn giản các bạn ơi, đi tìm cái kẹo mút cho ai? Chắc là cho mấy bọn trẻ con kia. Tôi nghĩ là mấy bọn trẻ con kia nó bị bắt vào, xong rồi là mấy bọn trẻ con ở trong trường mẫu giáo ấy. 4 cái này. Đó, mấy bọn trường mẫu giáo nó bị bắt vào đây để gọi là bị thí nghiệm. Xong rồi chắc là đây là mẫu gen của nó này. 5 cái. Còn cái, à đây, đây, có một cái nữa đây. 6 7 cái cuối đâu? Cuối ở đâu là đấu ở cuối. À đây, 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 8 cái này các bạn ơi. Ủa, không đến, không tới. À, 8 cái. 8 cái rồi sao? Ê, mình có thể tương tác được với cái này là, cái này là cốc. Ha? Cái này là cái để cắm kẹo mút lên đấy hả? Một cái này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, đủ 8 cái. Thế sao chưa mở? À đây, mở đây, mở đây. Đã quay ra, quay vào, con hai bọn này đang nhìn nhau xong rồi quay ra nó nhìn cái cửa ấy luôn kiểu. Cút tay với trưởng, em muốn bắt con này về nuôi ghê. Tốc độ tối đa 15 km/h, sao tối thế? Ê, tối vậy. Ủa? Ê. Ê, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì? Ui, mất phương hướng rồi, xuống đây luôn các bạn ạ. Quick stay. Làm ơn ở giữa cái vòng tròn các bạn ơi. À, con ban ban này. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the corners. Chúng ta sẽ phải đi tìm tìm 8 cái viên pin các bạn. Tìm những cái viên pin các bạn ạ. Viên pin siêu to. Để lắp vào, chắc là lắp vào cái trụ điện này các bạn ạ. Chưa gì đó, đây này, thao này. Cái tòa tháp này là cần cục pin các bạn ạ. Nhưng mà cái chính là bây giờ chúng ta không thể rời khỏi cái vòng tròn này. Tại vì trong vòng tròn này là cái nơi an toàn các bạn ạ. Đây này, con bird này nó nghe thấy này. Đấy, go back to safety là chết này. Đó, luôn luôn ở trong cái vùng an toàn này các bạn ạ. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải đánh lạc hướng nó. Nghe thấy tiếng chưa, nghe thấy tiếng chưa? Con chim này. Con này là con Obilabird siêu kiểu con Obilabird nhỏ nhỏ mà nó đồng hành cùng mình ở phần trước á. Nhưng mà xong rồi đến cái phần mà Mấy con nó đánh nhau á thì làm cho một cái dư chấn, thế là con này nó bị rơi vào cái thùng hóa chất, thế hóa nó bị biến dị luôn. Ok chưa ta? À đây, chưa. Một cái nữa. Còn cái nào không ra? Tôi xem xung quanh đây chắc là hết rồi các bạn ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ đẩy cái này ra. Sau đó tôi sẽ chạy vào cái lều kia để tìm pin các bạn ạ. Ủa nhưng mà tôi đi cái phần nào trước ta? Ok, phần nào sáng thì tôi đi trước các bạn ạ. Đây. Dụ nó các bạn ạ. Chưa đủ à? Đi tiếp. Quá, chưa đủ các bạn ơi. Ui. Ok.
Now, các bạn thấy chưa? To the lit tents. Tưởng tượng đấy là người mình xem. Ở bên này không có pin hả? All that area between those two tents should be out of reach. Vậy cái này để làm gì? Ê, cái này để làm gì ta? Tôi không thể lấy cái này các bạn ơi. Ôi chết rồi, thế thì tôi bị nhầm đường rồi các bạn ơi. Không biết lấy cái này làm gì. Vậy thì tôi phải chạy một mạch sang bên kia hả? Ê! Nó đâu vậy ta? Ui, có đường nào khác đi không? À đây có một cái đường này này. Nó có cái mũi tên này. À đây là nó đứng đây này các bạn ơi. Mình phải đi sau cái vạch này thì khả năng là khuất tầm nhìn của nó không nhìn thấy mình các bạn. Thế hay. Nó cũng rén giáp phết đấy. Trời ơi. Ước gì có con đứa đó ở đây. Mặc dù hơi chê nó ngu tí thôi nhưng mà nó có thể giúp mình các bạn ạ. À đây có một viên pin này. Tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Ủa chúng ta đi đâu? Chúng ta quay ngược lại. Nhưng mà khó nhỉ. Quay lại cái chỗ vòng tròn kia để đi sang cái túp lều bên kia các bạn ạ. Để lấy thêm một cái viên nữa. Tại vì chúng ta phải tìm hai viên cơ mà. Mà đây là có bốn cái lều. Alo. À đây rồi, đây rồi. Rồi, đẩy cái này ra để gây tiếng động. Đấy là hướng đó các bạn ơi. Rồi. Cái thùng đó. Ủa. Đây rồi. Chạy vào lều, chạy vào lều. Ý. Ôi. Ôi ơi. I don't think it'll fall for the same trick twice, but you still need the other battery. Try and distract it differently, even if slightly. Ui dồi ôi. Tí thì được các bạn ạ. Chúng ta phải thay đổi. Thay đổi để cho đánh lạc hướng nó, cho nó nhận dạng, nó bớt nhận dạng đi các bạn ơi. Thế thì mình đã qua hai bên này để lấy vậy là còn bên này nữa đúng không? Thì chúng ta sẽ sang bên này. À bên kia nó sáng lên rồi kìa các bạn ơi. Hình như vẫn chưa đủ. Ok, nó ra đã. Ui, ui. Nhanh lên. À đây cục pin, có cục pin ngay ở đây rồi. Nhanh lên các bạn ơi. Rồi. Chúng ta sẽ đi đâu? Đi theo cái vùng mũi tên này các bạn. Đơn giản thôi. Ê, con chim này nhìn chúng kinh quá à. Mày cứ đợi đấy. Tao lấy được cái cục pin này mày không biết. Trời ơi. Lúc đầu nó chỉ là một con chim kiểu như là chim con, chim non các bạn ạ. Nhỏ xíu, cute các thứ. Ê, tự nhiên nó rơi vào cái thùng hóa chất này này. Cái thùng hóa chất, chính cái thùng hóa chất này biến nó thành một con chim đột biến các bạn ạ. Thật là điên rồ. Đẩy nó đi. Ok. Đó. Con chim xuống đây. Nó xuống các bạn ơi. Bùm, ui xùi ui. Ờ tôi đã đủ hai cục pin rồi các bạn ơi. Hai viên pin siêu to khổng lồ của tôi. Lắp vào đây. Đó, thấy chưa? Nâng cái điện cao thế lên. Rồi rồi sao? À, dụ con chim đến đây các bạn ạ. Dụ con chim đến đây để cho cái điện này nó giật. Đây, các bạn thấy không? Nó như ở pháo hoa kìa. Ây trời ơi, anh Ban Ban ơi. Nhưng mà tôi đang thắc mắc, anh Ban Ban đứng trên kia mà lại không bị cắn. Không bị đi làm sao hết. Bây giờ anh bảo tôi là tôi phải dụ con chim xuống đây. Tôi làm sao dụ, tôi dùng thân tôi à. Ôi trời ơi, tự nhiên lại làm mồi cho chim. Ô, con này nó không đến các bạn ạ. Ý. À, chưa gì. Ý. Ủa, nó đâu rồi. Ở đâu ta, ở đây, đâu đây. Ra đây, bên đây. Xuống đây. Ui, khốn đấy nhở. Xuống đây. À, từ, tôi phải, à đây này. Tôi sẽ lấy cái này làm cột mốc các bạn ạ. Nó gần đến cái, tôi dụ nó ra ngay. Thành chim quay luôn. Đâu ấy? Đâu? À nó đây. Nó này các bạn ơi. Cái đùi này mà xé ra thì ngon lắm này. Chấm với cả muối ớt này. Nhưng mà thôi các bạn ơi, con này con chim biến dị các bạn ạ. Mình ăn vào mình cái thành người biến dị mất cái cựa nó này. Ơi trời ơi. Chân này mà nó quắp người mình lên thì thôi chứ. Đâu? Cửa nào? Cửa siêu to bạn ơi.
đi đường nào đây? Ui ôi, mắt nó trắng dã này các bạn ơi. Thôi đi, quay lại đây, quay lại đây. À đây có một cái cửa này. Let's go. Khả năng là con này nó biến dị nhưng mà nó vẫn khỏe lắm các bạn ạ. Nó chỉ hơi bị giật một tí thôi. Đây cái gì đây? Cửa đi ra ngoài. Mở cửa đi. Mở cửa. À phải bấm vào đây nữa hả? Mở. Cái gì đây? Anh ơi. Ôi. Ui ôi ôi. Mày thế. Giật cả mình đấy. Ô, nó hóa thành con chim nhỏ xíu hồi xưa này các bạn ơi. Rồi bây giờ nó lại đồng hành cùng mình. Ê, chờ tôi với. Nó dỗi tôi hay sao ấy? Tôi giật điện nó, bây giờ nó dỗi tôi hay sao ấy? Đâu ấy? Bàn bàn này các bạn ơi. Thôi đi. Xong nhiệm vụ ở đây rồi. That is not something I want to experience again. I'll look for the switch where I am and you look where you are. Let me see if I can open that exit for you. Đâu? Mở kiểu gì? Ơ kìa, chờ nó các bạn ạ. Let me see. Bây giờ là mở đi. Mở đi anh ba ba đi. Đó. Ơ, Zepster bị cụt hai tay nhưng mà màu khác này các bạn ơi. Press the thing. Nothing bad will happen. I promise. Không có chuyện gì ở đây cả. Tôi hứa đấy. See? Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi, đâu có chuyện gì tồi tệ đâu. Ủa thì có ai nói, ai hỏi đâu? Ai quan tâm, ai mướn ai hỏi. À, con kia có một cái luồng sáng các bạn ơi, chạy nhanh lên. Ờ, tôi cứ ở trong bóng tối là tôi cứ hốt các bạn ạ. Tôi không biết là cái gì sẽ gọi là sổ ra nữa. Lại gặp con ốc sên kia thì thôi. Phòng nào đây? Một căn phòng màu tím và một căn phòng màu cam. Chúng ta chưa có thẻ màu cam, chúng ta chỉ có thẻ màu tím đấy các bạn ơi. Trên này có một cái phòng tối, ôi là tối này. Ui ôi. Phòng này có gì đây? Có một cái đèn. Ui. Giật cả mình. Cái gì đấy? Ôi ôi, nó bảo tôi phải nhảy obby qua chỗ này rồi. Railer là cái gì? Đứng vào đây thì làm sao? À, chưa hiểu. Tôi không biết là cái nút này để làm gì. Cái nút này để xoay mấy cái này, để vẽ đường cho chúng ta. Ok nha. Qua luôn này. Rồi. Này tôi không biết là nó sẽ quay đi đâu ấy chứ. Nhảy qua đây. Cái này sắp đập vào mặt mình này. Cái này cũng không biết luôn này. Cái này khả năng là nó quay sang bên kia. Tôi nên đi đường nào ta? Chắc là tôi sẽ nhảy sang đây. À. Rồi ôi, tính sai nước rồi các bạn ơi. Nước đi này, tôi xin đi lại. Ok, sắp được mình nữa này. Nhảy lên đây chắc chắn chết này. Chết không ta? Mình nghĩ là lên an toàn. An toàn thì nhảy ra đây. Đó, không chết. Đây chưa, chắc chắn nhảy sang kia là chết ngay. Chỗ này an toàn này. Ok, cái này sắp đập vào người mình này. Cái này hết đường rồi này. Cái này không sao. Ok. Rồi. Cái này không biết có nữa không ta. Chắc không. Chắc là hết rồi các bạn ơi. Rồi. Ok. Xong. Ui cái này tí đập rồi. Còn chỗ này. Qua. Yes. Ồ. Sau một 5 phút cân đo đong đếm và cuối cùng tôi cũng qua rồi các bạn ơi. Có một cái thẻ màu này. Màu cam. Ê, đừng bảo tôi phải quay lại nhá. Nhặt xong phải quay lại hả? Ôi giời ơi. Ê, hay là chúng ta nhảy một phát xuống đây luôn. Xong chúng ta băng băng sang bên kia. Thông minh lên. Tại sao chúng ta phải quay lại? Ui giời ơi. À, ở đây có một cái bậc thang lên mà đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đấy, thấy chưa? Trời ơi. Nhảy một phát xuống luôn. Let's go. Cái thẻ màu cam nó quẹt cái cửa màu cam này rồi. Ơ? Ơ?
Rõ ràng mình lấy cái thẻ màu cam rồi mà ta. Mọi thứ đang rất là cấp bách và tôi không hiểu tại sao tôi tìm con tôi từ phần 1 đến phần 6 vẫn chưa tìm được con. Tôi đã lăn lộn các kiểu con đà điểu, nào là xếp hình, nào là sửa làm anh thợ sửa điện, xong bây giờ lại là gọi là làm mồi cho chim. Làm mồi cho chim xong bây giờ bắt tôi làm gì nữa? À đây 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 đây. Có một cửa màu cam đây các bạn ơi. Mỡ. Ha? Lại nữa sao? Ồ à đây đây đây. Cái chỗ này cái chỗ mà mình vừa mới điều khiển con drone các bạn ạ. Vậy là con drone của mình đây. À thế là mình đã hoàn thành xong 4 cái nút rồi đúng không? Xong chơi xong 4 cái gameplay của 4 cái nút rồi. Chúng ta đi về thôi. Ê hay không may. Không may thôi không đi tìm con nữa được không? Đi về được không? Chứ tôi thấy là tôi chầy chặt suốt từ một phần 1 đến phần 6 tôi vẫn chưa tìm thấy con tôi đâu. Và cũng chưa biết đâm đầu vào đây. Tôi chưa biết là câu chuyện đằng sau của cái ngôi trường mầm non này là cái gì các bạn ạ. Đến nơi rồi các bạn ơi. Rồi. Vậy là chúng ta đã mở được 4 cái nút. Ôi của ơi, anh Ban Ban về đây nhanh thế. Kiếp thật sự luôn đấy chứ. Nếu mà biết đường thì sao không dẫn tôi về cùng. Có gì quái vật ra đây thì Ban Ban bảo kê tôi. When I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Okay. Figured I'd get lost trying to find Vậy you. Là những cái nút của chúng ta đã được bật lên rồi. But you did it. We can now put chúng ta sẽ phải kết thúc câu chuyện ở đây thôi. Hold on. Kết thúc đây. First, chờ đã. Chúng ta cần cần một cái thứ này. Naughty Ones to worry about tôi soon. Không nghĩ là cái bọn Naughty One đấy sẽ không đến đây. Tức là tôi không nghĩ là Naughty One sẽ để cho chúng ta yên. Và bây giờ là sẽ mở kể cứu Ban Ban. Bạn à nhầm, Nam Nam chứ. Nam Nam, let's go. Đi thôi. Ui, 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 ui. Ui như kiểu là bị nhốt lâu quá cuồng chân hay sao ấy. Vậy là Nam Nam bị bọn Naughty One đấy nhốt vào đây hay sao ấy. Rồi đi thôi. Kết thúc câu chuyện rồi các bạn ơi. Wow, và tôi nghĩ là sẽ có phần 7 tiếp tục. Tại vì tôi chưa tìm thấy con và tôi chưa biết cái nguồn gốc của cái chỗ này là gì các bạn ạ. Nếu như các bạn cũng cảm thấy như vậy thì bình luận ở phía bên dưới cho mình biết nhá. Và nhớ like video và đăng ký kênh nha các bạn. Ok, và kết thúc câu chuyện ở đây thôi. Đâu rồi? Ê, sao chưa gì vậy? Có một cái hòm nè. Bướm bướm nổi quay quanh ở đây gọi. Chúng ta đến đây một lần nữa sao? Where'd he go? Where we go? I doubt he was caught by the naughty ones. Everything would be in shambles if he was. Well, we can only look for him if we have the scepter. Ok nhá. Giờ sao? Ủa? Có cái nút này để chúng ta có thể quẹt thẻ này. Ok. It seems eerily simple. Quẹt tiếp bên này. Just click the eject button. Chỗ này không cho, sure we chỗ này không cho chúng ta quẹt nữa các bạn ạ. No! Ấy, nắm nắm. Ui nắp nắp. Ui dồi nắp nắp quẹt liên tục luôn các bạn ạ. Quẹt liên tục. Quẹt. Nó có gì? Nó chờ ai đến nữa các bạn ạ. Nắp nắp. Ui nắp nắp sao cứ há mồm ra thế. À nhưng mà máu mồm nó có bao giờ ngậm được đâu. Trời ơi quyền chưa. Let go. The scepter. It's missing a piece. Ui, tôi nhớ gọi là Lưu Hoàng các bạn ơi. Nhưng mà cái quyền trượng này nó thật sự là không tốt. Tại sao là không tốt? Tìm được cây quyền trượng hoàn thành nhiệm vụ cho Nữ Hoàng rồi. Ôi, nhìn cái mặt con này nó đơ quá các bạn ơi. Nó cứ nhìn so, cây quyền trượng mà nó lè lưỡi thật. This is where the key to my prison was stored away. Đó this là cái chìa khóa để mở ra cái thế giới của ta. The big door opened and the treasure ready to be plundered. Con đa đa đu này. Con đu đu đu. I fear this is the part where I come in and take all of your hard work for myself. Các ngươi đã làm tất cả mọi việc để dành cho ta. Là nó lừa mình các bạn ạ. Vậy là tất cả các cái nhiệm vụ từ đầu đến bây giờ để mình tìm ra cái quần trượng là cái chìa khóa để cho bọn này giải phóng quân đội các bạn ơi. Vậy là con này là thuộc dạng cái loại là không làm mà đòi có ăn này. Sống trên cái sự thành công của người khác này. Công sức của tôi tìm ra được cái quyển trượng này. Đến bây giờ nó lấy. Đó là cái chìa khóa. Và nó bây giờ nó đang định lấy cái công gọi là lấy cái quyển trượng của tôi. Đừng nói nhiều nữa. Giải quyết đi. Ơ kìa. Đánh đi. Cho tôi đứng đằng sau. Đánh đi. I'll tell you. They are hiding like the cowards you all are. But I'll find them
and all will pay. Ok, và bây giờ ta đã tìm thấy cái cây quyền trượng và các người sẽ phải trả giá. Không được. Are you going to tell me where the missing piece is? Các người định đi đâu khi mà các người đã làm mất cây quyền trượng? Ok. Đừng hòng lấy khỏi cây quyền trượng khỏi tay ta. Nếu không ta sẽ ăn thịt tất cả các người và cả con mèo của cái thằng này nữa. Con mèo của Jester như là con khủng long kia sao? Chuyện gì vậy? Để tay lên vai. Như kiểu là lời từ biệt cuối cùng vậy. Xiên một cái vào đây. Xin một cái vào người Lắp Náp. Rồi sao? Lắp Náp. Ôi, ban tiêm cho Lắp Náp cái gì? Đúng nhau rồi. Con ốc sên. Đây là con đỉa, không phải con ốc sên đâu các bạn ạ, con đỉa. Đấm nhau rồi các bạn ơi. Ui dồi ôi. Đấm nhau như Hooligan Good luôn. Run. Chạy thôi các bạn ơi. Chạy đi. Ok á. Zester. What? Nhầm các bạn ơi. Tại tôi hóng đánh nhau quá. Nên là tôi chạy theo tôi xem. Nó bảo tôi chạy thì tôi chạy thôi, nhưng mà hình như là phải rẽ theo cái đường của con Zester các bạn ạ. À, chơi gần đến nơi vẫn còn chết ấy. Cay thật. Đây, chạy theo con Zester ở đây. Mày chạy thì mày chạy luôn đi, là còn dừng lại một chỗ để còn lừa tao à. Bảo sao đây, tao cứ chạy thẳng ấy. Xong rồi lúc sau thấy con Zester nó rẽ ngang các bạn ạ. Đâu, chạy. Ban đây rồi, ban chạy đằng sau mình. Let's go. Woo. Chờ em với, ban vẫn chạy sau rồi. Bây giờ mình đang được Zester ở trên bảo kê và ban đằng sau bảo kê mình các bạn ạ, nên mình không phải sợ. Chạy thôi. Ui, người con Zester này như là nó phát sáng các bạn ạ. Nhìn này. Đấy rồi. Rồi sao? Ban. I don't think I can go. Tôi không biết, tôi biết phải làm gì nữa. Bây giờ mày muốn gì? Tôi không biết phải làm sao nữa. Đây không phải là trò đùa của tôi. Ai ở đây? This is my one chance to have an audience. And I am going to take it. Hả? Goodbye. Goodbye cái gì đấy? Nó nhảy xuống, nó tự vẫn luôn các bạn ạ. Hình như là đấy là cái lời gọi là sao nhỉ? Cái gì? Chuộc lỗi các bạn ạ. Nó chuộc lỗi bằng cách nó tự vẫn. Nó giúp mình xong nó tự vẫn. Giờ sao? Ban giờ sao? Bán này. Bạn phải nói cho tôi cái gì đấy chứ. Ui. À đúng vào cái cầu thang này các bạn ơi. Thảm rồi. Ban lên na này. Obilabert này. Zumbo Zot này. Tất cả này. Chamataki và Takataki các thứ này. Tất cả bây giờ đã bị ta thao túng và làm quân đội của ta. Và hai người cũng sẽ là người trong quân đội của ta. I'll hold them off. Tôi sẽ ở đây. Look for the surgeon. Hả? Cái gì? Xong rồi, ban đi theo tôi chứ. Ôi không, ban vào một mình cân cả gọi là đoàn quân thì các bạn đây. Xong ban rồi, tạm biệt ban rồi các bạn ơi. Vậy là khả năng phần 7 sẽ không có ban ở đây. Chúng ta sẽ phải tiếp tục cái cuộc hành trình đó một mình. Và đây poster của phần 7 đấy các bạn ạ. Có một cái con nhân vật mới mồm nó cứ chề a lấy đấy các bạn ạ. Và đó là tất cả mọi chuyện đã xảy ra ở trong phần 6 của Garden of Ban. Các bạn thấy video này thế nào? Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên lại cho mình một like và một đăng ký kênh và đừng quên nút chuông lên để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye, peace.